Rồi, chào các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Bữa nay mình sẽ trình bày một cái phần mà là làm sao mà người ta có thể mô phỏng một cái chiếc xe đạp, chiếc xe mà nó chạy trên đường. Tức là người ta sẽ mô phỏng một chiếc xe chạy trên đường, và cái khi mà được gặp chướng ngại vật thì nó sẽ tác động lên cái bánh xe như thế nào, và người ta sẽ dùng những cái gì để người ta mô phỏng của nó. Chúng ta chọn chế độ mà phải chọn chế độ shading hay là wide ram thì nó sẽ được cái hình như thế này nha các bạn. Đó, thì áp dụng khi mà chúng ta không có nhìn thấy những chi tiết ở bên trong thì chúng ta bật cái chế độ wide ram lên thì nó sẽ hiện chế độ hình khung, thì chúng ta sẽ nhìn nó dễ hơn. Chúng ta có thể lắp ghép hay gì á, lắp ghép vật thể, cái đó là trong cái phần thiết kế bản vẽ thiết kế máy thì các bạn sẽ được học cái đó. Để trong đây thì trong cái phần này mình không có. Rồi. Còn nếu mà trong cái mục này mà nó có cái gì mà chúng ảnh hiện thì chúng ta có thể là phải chuột chúng ta chọn show thì nó sẽ hiện lên, nhiều khi có những phần người ta nó ẩn. Và ở đây lò xo thì chúng ta có thể chọn ở đây ha, đó là liên kết lò xo giảm chấn spring là cái lò xo, còn damper là cái giảm chấn như cái xe máy của chúng ta, cái chống in sâu của xe máy của chúng ta có cái chống đó, gọi là cái damper và cái giảm chấn đi cho nó êm đó nha các bạn. Rồi còn phần đây là cái phần lực tác động lên cái bánh xe thì khi mà nó gặp cái cục đá hay gì á, thì đây là kích hoạt mình XTY, tức là kích hoạt khi mà cái thời gian á, nó ở một cái khoảng nào đó, tức là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể gặp đi đường gặp chướng ngại vật, thì lâu lâu nó cũng phải là bằng đi một cái đoạn đường nó bằng phẳng đúng không các bạn. Rồi khi mà nó gặp chơi cái tướng ta sẽ cài đặt ở khoảng thời gian nào đó, thì nó ở đây khoảng thời gian nào đó chúng ta sẽ gặp chướng ngại vật, và lúc đó là sẽ mà chúng ta sẽ gắn một cái lực tác động lên cái bánh xe để cho nó tác động một cái lực đó ở đây á, tác động ba bánh xe để cho cái phục nhúng nó tưng lên tưng xuống. Thì các bạn nhìn thấy trên biểu đồ thị nó có cái ba cái hình rời nhau đó, thì tương ứng với ba thời điểm mà chúng ta sẽ gặp một cái chướng ngại vật nào đó nó tác động lên nó tác động lên cái bánh xe của chúng ta. Và cái phần này thì các bạn muốn ảnh đi cái đồ thị nào thì chúng ta chọn ở đó, hoặc là muốn thể hiện cái biểu đồ nào thì chúng ta chọn vào đây, thì chọn vô thì nó chọn sâu thì nó sẽ thể hiện cho ta từng biểu đồ riêng rẽ của nó. Đây là những biểu đồ chúng ta cần là đo, cái này là đo của gia tốc, đo gia tốc của cylinder ha. Mình muốn đo gia tốc của cái nào hay đo vận tốc của cái nào thì mình vô phần insert meter. Insert là chèn, meter là cái đồng hồ đo. Rồi chúng ta chọn cái phần đo tương ứng. Đó, chúng ở đây là dùng cái câu lệnh if, như trong bên công nghệ thông tin thì nó có cái câu lệnh là if ha. Tức là nếu mà cái thời gian nằm trong khoảng nào đó thì chúng ta sẽ tác động một cái lực. À, lực ở đây hình như là 100 newton đó. Đó, như đây là nó tác động ở khoảng thời điểm 1 chấm mấy đến 1.8 hay 1.7 gì đó. Khoảng 1 chấm mấy, 1.7 đến 1.9 hay gì đó. 1.7, 1.7 đến 1.8. Đó, các bạn thấy cái biểu đồ thể hiện á. Ở đây nó có ba thời điểm lực, và bạn thấy nó có cái ba cái hình mũi tên đó ha, là ba cái biểu tượng lực mà nó tác động lên.
cái phần này, cái bài này nó cũng có nhiều cái mình cũng chưa hiểu lắm các bạn, mình mới sâu những cái gì mà mình đã hiểu và mình chia sẻ cho mọi người thôi, còn cái phần này nó cũng còn nhiều cái nó người ta làm mà mình cũng chưa hiểu lắm. Cái phần mà bây giờ người ta vào bài này người ta đưa cái phần mà cái trục bánh xe là để lại cố định lại, nhưng mà mình cũng chưa hiểu cái phần mà tại sao nếu bây giờ nếu mà cố định lại thì cái gác ba ga hay là hai cái giò của nó sẽ quay và nó sẽ rớt xuống đất. Người ta mình cũng chưa hiểu được là tại làm sao mà người ta lại mà lúc mà mô phỏng chạy thì nó lại không có bị rớt xuống đất, mà trong khi đó nó chỉ có gắn cố định cái trục trục bánh xe thôi. Ở cái bài này thì nó gắn cái trục bánh xe là cố định lại. Nếu mà trục bánh xe mà cố định lại thì cái hai cái càng màu xanh thì nó sẽ quay rớt xuống. Đây là cái phần mình ví dụ mình làm thử một cái bài mình dùng mà mình làm một ví dụ á, thì khi các bạn gắn cái lò xo vô thì các bạn cũng phải gắn thêm một cái liên kết rãnh trượt nữa, tại vì cái hai cái càng màu xanh đó là khi mà nó chạy là nó sẽ trượt, nó trượt dọc theo hai cái càng đó. Các bạn thấy khi mà chúng ta mô phỏng là thấy không, nó thì hai cái càng đó, hai cái phuộc bánh xe đó nó sẽ trượt lên trượt xuống, thì mình phải gắn cái liên kết là trượt, liên kết trượt ở chỗ đó. Liên kết trượt ở chỗ đó cộng với chúng ta cũng gắn thêm một cái lò xo, hai cái lò xo ở hai cái càng đó nữa, khi mà nó quay còn cái bánh quay thì chúng ta mô phỏng mà chúng ta gắn cái motor vô quay là nó quay thôi, không cái phần đó là không có gì. Cái phần mà trên đây mình chọn là nó cái trục mà nó quay lắc qua nó không có lắc đúng như cái hình bánh xe, là tại vì mình chọn cái hướng 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 trượt nó khá, nó không có giống như cái hướng trượt thẳng đứng. Anh nghĩa là mình chạy mình chọn cái hướng đứng, nhưng mà lúc mà mình chọn nó mình mà cái đó có thể các bạn vô phần vị trí các bạn chỉnh lại vị trí cho nó trượt theo hướng hướng Z thì cũng được á. Còn cái phần này biểu đồ thì các bạn thấy là để ý là cái phần mà lật cái này vận tốc thì các bạn để ý là vận tốc tổng á, thì vận tốc tổng thì nó không có, nó chỉ là đại lượng mà mang giá trị độ lớn, là nó không có quy định hướng, nên là các bạn thấy là nó chỉ mang giá trị ở phần dương thôi, còn phần âm nó không có. Những cái giá trị mà vận tốc theo phương x y z á, thì nó sẽ có giá trị âm dương. Thì giá trị dương là hướng theo chiều dương của trục, còn nếu mà giá trị âm á, thì tức là nó sẽ chạy hướng ngược lại. Mọi người để ý ha, đó mọi người thấy nó cái phần giá trị tổng lực tưởng lỏng là chỉ có phần dương thôi, nó chỉ. Rồi xin chào mọi người nha, hẹn gặp lại nha.